Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 2 tháng 9 năm 2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh tại khu vực Sóc Trăng như sau. Tôm thẻ size 20 con giá 195.000 đồng 1 kg. Size 25 con lớn đang có giá 150.000 đồng. Size 25 con nhỏ thu mua với giá 145.000 đồng. Size 30 con có giá 128.000 đồng 1 kg. Size 40 con đang có giá 110.000 đồng. Size 50 con đang thu mua với giá 92.000 đồng. Size 60 con có giá 84.000 đồng 1 kg. Size 70 con đang có giá 79.000 đồng. Size 80 con hiện tại đang có giá 74.000 đồng. Tôm thẻ size 100 con có giá 60.000 đồng 1 kg. Tiếp theo, mời quý bà con theo dõi giá tôm thẻ chân trắng A bạc kiểm kháng sinh tại khu vực Cà Mau. Tôm thẻ size 20 con giá 207.000 đồng 1 kg. Size 25 con lớn đang có giá 152.000 đồng. Size 25 con nhỏ thu mua với giá 148.000 đồng. Size 30 con có giá 129.000 đồng 1 kg. Size 40 con đang có giá 114.000 đồng. Size 50 con có giá 92.000 đồng 1 kg. Size 60 con đang thu mua với giá 85.000 đồng. Size 70 con đang có giá 80.000 đồng. Tôm thẻ size 80 con có giá 72.000 đồng 1 kg. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ. Giá tôm số hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích, xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.